Sản phẩm NCPO là sản phẩm mà thuốc trừ sâu mới của Syngenta sản xuất. Nó là cái hoạt chất mà mới nhất và đang được Syngenta độc quyền. Ở trong cái gói NCPO này, cái hoạt chất chính của nó là isocyclosiram 200g trên lít. Ngoài ra thì trong cái gói nó còn được áp dụng công nghệ Plinazoline, công nghệ mà giúp cho cái thuốc mình bám chặt vào lá lúa, chống bốc hơi và chống mưa rửa trôi. Cái sản phẩm NCPO thì được đăng ký là để quản lý con sâu tạp, sâu cuốn lá và con sâu đục thân trên lúa. Hiệu lực của thuốc lên đến là 15 đến 20 ngày thì nó sẽ cắt cả lứa sâu, cắt nguyên cả dòng đời của con sâu. Đó. Còn cái giá thành thì cực kỳ tốt ha. Giá nó chỉ 26.000 thôi. Và bà con mua số lượng nhiều thì Hiếu sẽ hỗ trợ cho một phần phí ship. Rồi, cảm ơn bà con đã theo dõi video. Nhớ đăng ký kênh để cập nhật những video tiếp theo nha mọi người.